Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Anh chúc anh em xem video vui vẻ. Ở video này Khải sẽ cho anh em xem một trò chiến đang khá là nổi bật tại cụm mấy chủ mới nhất đó, S6 và công truyền kỳ. Phiên bản đồ xanh, đồ tím và một món kim môn phái anh em ơi. Cho trò chiến thì anh em này, Khải vừa hỏi thì trong mới có khoảng 4 5 ngày thôi mà hôm nay đã xuất hiện cái trò chiến khá là đẹp luôn anh em ơi. Cái trò chiến này theo Khải nghĩ nó có thể là cho đến bây giờ thì nó là dạng nó một server anh em ơi. Một viên hợp kim kháng cả 14, sinh lực, nội lực quá đẹp. Kèm theo kháng độc chính là không nói là sức mạnh 15. Trời ơi, quá chắc đỡ. Khải xem đẹp quá. Để nhìn nô 1. Trời ơi, anh em nhìn thấy đẹp không anh em ơi? Món này thì anh em thì cho đến bây giờ thì chắc chắn anh em là giỏ đan này. Giỏ đan đi theo hướng vũ khí thủy này, nón thủy này, hoặc là thiên nhẫn đi theo hướng vũ khí thủy, nón thủy. Thì quá đẹp luôn anh em ơi. Quá chuẩn luôn. Trời ơi, cái dòng này mà lên sức mạnh lên dòng trên nữa thì dòng ở trên dòng 1 anh em thì có thể là cái băng bỏng đi theo hướng binh sát thì kích khá kích là dòng 1 khá ok. Chúng nói chung là dòng 2 dòng 1 vẫn ok cả. Vấn đề là dòng 1 thì sẽ nhiều người thích hơn đó. Cái dòng sức mạnh mình đưa vô dòng 1 nữa thôi quá bài cho những cái phái đi theo hết đi theo hướng binh sát dòng 1 này nọ thì nói chung là quá là ok, quá đẹp luôn. Trời, quá chắc luôn. Rồi ok, nói chung thì series này thì Khải cũng làm một số series như là soi đồ trang, soi đồ ở thế giới nè. Món đồ nào viết thì Khải sẽ soi cho anh em xem nha. Nói chung là anh em cứ chờ đợi đây. Ở mấy chủ S6 võ công truyền kỳ này, server đại xã tắc này, có những món đồ nào nô 1 chắc và giá thành cực kỳ hấp dẫn thì Khải sẽ làm video up cho anh em xem. Và anh em đừng quên xem video này để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em xem video rồi vui vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào theo dõi kênh nha anh em.